Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đầu tiên, đó chính là loại chậu dùng để trồng sen đá. Thì hiện tại chậu mà thường trồng sen đá thì gồm có ba chất liệu, đó là chậu bằng sứ sẽ như thế này, và thứ hai là chậu nung, chậu đất nung như thế này, và cái thứ ba nữa là chậu gỗ. Thì mình đã bảo chậu gỗ chỗ khác mình không có giới thiệu ở đây được, nhưng mà làm bằng từ chất liệu là gỗ. Thì mình luôn khuyến khích mọi người nên trồng sen đá bằng chậu đất nung là chậu này, bởi vì nó giúp cho cây thoát nước rất là tốt và cái khả năng mà hút nước lên cũng rất là nhanh. Ví dụ nha, mình sẽ cho các bạn thử một cái ví dụ của mình ở đây. Đây là mình có một cái chậu nước đi. Thì các bạn hãy xem, ví dụ như khi mà các bạn trồng cây bằng một cái bằng chậu đất luôn như thế này, thì khi mà chúng ta đặt cái chậu xuống ở dưới nước, thì cái khả năng mà thấm nước lên trên cái thân chậu nó rất là nhanh, và nó cũng đồng thời nó cũng hút nước vào bên trong nữa, giúp cho cây cái nước có thể thấm vào cây ở bên trong và rút nước cũng rất là nhanh. Nhưng sau khi đó các bạn hãy đem cái chậu này đi ra ngoài nắng, thì trong vòng tầm 5 phút thôi thì sẽ thoát nước rất là dễ dàng. Trong khi đó thì sao, đối với cái chậu sứ như thế này á, khi các bạn đặt vào thì nó chỉ có một cái đường hút nước lên, đó là từ dưới cái đáy chậu. Đây, ở dưới đáy chậu chúng ta có một cái lỗ để hút nước, nhưng mà cái khả năng hút nước của nó rất là chậm, và nó làm cho không nước hút lên không có đều lên trên cái bề mặt của chúng ta. Còn đối với cái loại đất nung thì nó có thể thấm vào xung quanh chậu luôn, để làm đi nhanh vào trong đất và lên tới thân cây được rất là nhanh, để cây rồi hút nước được rất là nhanh. Cho nên là mình luôn khuyến khích mọi người là hãy trồng cây bằng chậu nung. Thường là cái chậu này nó rất là truyền thống, nó không có đẹp giống như những cái chậu hoa văn kiểu cách của các cái loại sứ. Tuy nhiên á, thì nếu mà chúng ta là một cái người mà chuyên về trồng cây và yêu thích và tìm hiểu về những cái sức khỏe của cây, thì chúng ta nên biết thường là những người mà chuyên gia về trồng cây họ sẽ luôn trồng cây vào những cái chậu đất nung và chậu gỗ. Thì chậu gỗ mình cũng khuyến khích các bạn là nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cũng nên trồng chậu gỗ. Thứ nhất là nó về thẩm mỹ là nó rất là đẹp, và cái thứ hai nữa là cái khả năng hút nước và thoát nước của nó cũng tốt. Tuy nhiên á, có một cái mà vấn đề là nếu như mà mua những cái chậu gỗ mà giá rẻ thì nó sẽ sau một thời gian mà nếu chúng ta cứ tưới và tưới nước lên á, nó có thể làm cho gỗ của chúng ta bị ẩm mốc, bị mục á, bị mấy cái mốc trắng bám lên những cái gỗ, thì nó sẽ làm bị hư gỗ, thì rất là xót đúng không? Thì bởi vậy cho nên là nếu mà ra ngoài nắng thì gỗ nó cũng có thể dễ bị nứt và bị hư, thì rất là xót và tiếc cái chậu đó. Nên là cái cách mà để vừa tiết kiệm chi phí nè, rồi vừa tốt cho cây, thì chúng ta cứ mua những cái chậu nung như này thôi, chỉ có mình mấy ngàn một chậu thôi. Rồi size lớn hơn thì 20-30 ngàn, nói chung là giá rất là ok, và chúng ta có thể trồng được nhiều và tiết kiệm được cái chi phí cho chúng ta, để chúng ta có một cái vườn cây rất là ok ha. Và cái thứ hai nữa là trồng cây thì như thế nào. Thì hiện tại ở đây á, mình đã để sẵn vào đất vào cái chậu sứ này, thì mình muốn chuẩn bị trước để mình trồng cho các bạn thấy luôn. Thì cái chậu sứ này nó khá là lớn nên mình có thể trồng được nhiều cây, để mình hướng dẫn cho các bạn trong cái quá trình làm video của mình. Ở đây là mình có một số cái đít hót đây, các bạn cũng có thể thấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trồng và demo thử cho các bạn thấy cái cách trồng. Đây là cây đít hót của mình này. Đó, các bạn thấy đây là phần rễ, và từ trên này lên là phần thân. Tuy nhiên khi chúng ta trồng á, chúng ta trồng cho đặt cái cây xuống dưới đất sao cho nó lấp rễ lại, và cái đất nó sẽ lên được tới khoảng tầm một xíu của cái thân, vừa lên một xíu của cái thân. Chúng ta đừng nên trồng cho cái đất nó lên quá nhiều trên thân, tới giữa thân nó sẽ gây bị úng và bị mốc, nó không tốt được cho cây này. Các bạn
Bây giờ các bạn hãy nhìn mình trồng nha. Đất này là mình đã cho nước lên bề mặt để cho nó ẩm và nó dễ trồng hơn rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cái cây xuống. Đây các bạn nhìn nè. Mình đặt cây là vừa xuống tới cái phần một ít của cái thân, và chúng ta bỏ xuống và lắp lắp đất lại. Đó. Đây cũng tương tự nhé. Chúng ta cũng làm tương tự. Thật ra là trồng cây không có gì khó khăn hết á. Giờ quan trọng là chúng ta biết hiểu được cái nguyên tắc cơ bản của trồng cây, bất cứ cây nào cũng vậy thôi, chứ không riêng gì loại thực vật mọng nước này, chúng ta đều trồng tương tự như vậy. Và chủ yếu là chúng ta phải nắm được cái mức độ mà tưới nước của mỗi loại cây. Thì mọi người thường trồng cây mà bị chết nhanh á, là lý do là do mọi người tưới nước quá nhiều cho nó. Thì đối với sen đá, mọi người chỉ tưới 10 ngày một lần và tưới vào buổi sáng, tuyệt đối không tưới cây vào buổi tối. Khi mà tưới vào buổi sáng, sau khi mà tưới cây xong á, ở đây mình có một chậu trồng sẵn rồi nè. Khi mà tưới cây xong á, thì mọi người mang cây ra ở cái nơi mà thoáng và có gió mát hoặc là có nắng. Và ví dụ như đây là mình đã đặt ở gần cửa sổ này, nó sẽ có nắng vào và thoáng mát, giúp cho cây khi mà các bạn trồng xong, các bạn tưới một lượng nước ở quanh gốc, quanh mặt đất, không có làm ướt cây, tránh làm ướt cây. Thì chúng ta đem cây ra ngoài nắng để mà cây sẽ được hấp thụ ánh sáng, nắng và thoát nước tốt. Ngoài ra thì chúng ta còn giúp cho cây đều mà lên đều màu, và màu nó sẽ sáng hơn. Khi mà cái cây nó sẽ có cái triệu chứng là cao và dài lên á, thì tức là cây đó nó đang bị thiếu sáng, thiếu nắng, nên các bạn phải di chuyển nó qua những cái chỗ mà có ánh sáng đủ và có nắng đủ, để cho nó sẽ màu cây của nó cũng lên đúng chuẩn hơn, và cái cây của nó cũng vừa mập và vừa cao ra, chứ không vừa mập và vừa cao lên, chứ không phải là chỉ có cao và dài lên nhìn nó rất là xấu. Ở đây là mình có một số loại sen đá. Đối với những loại sen đá mà có màu sắc như thế này, thì các bạn lưu ý giúp mình là sen đá mà có những cái màu hồng, màu đỏ, màu vàng các thứ, không phải màu xanh, thì những loại này là những loại cực kỳ ưa nắng. Những loại này là các bạn cứ để ngoài nắng phun cho mình một ngày. Và không nên, nếu mà các bạn không có ánh nắng thì cũng nên mang cây ra nắng một ngày 2 tiếng hoặc là một tuần là 2 đến 3 lần để cho nó phơi nắng, để cho cái cây của nó được giữ màu tốt. Nếu như mà các bạn trồng những loại cây có màu mà mang nó vào nơi mà thoáng mát á, bóng râm á, thì đối với một số cây khó chăm á, thì nó có thể chết này. Hoặc là đối với một số cây mà nó cũng tương đối khỏe thì nó sẽ vẫn sống, nhưng mà cái màu của nó sẽ chuyển hết sang màu xanh, nó không còn được cái màu nguyên thủy của nó là màu đỏ, màu hồng hay là màu tím gì đó, mà nó sẽ chuyển sang màu xanh dần và nó rất là xấu, nó không còn đẹp nữa. Ở đây là mình có cái loại sen đá màu xanh, là sen kim cương màu xanh. Thì đối với những cái loại mà sen màu xanh như vậy á, thì nó dễ hơn. Nói chung là các bạn cũng nên cho ra ngoài nắng hết, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà lười quá thì cũng không cần thiết là cứ phải đem đi phơi nắng mỗi ngày đâu, mà cứ để mát ở nơi mát cũng được, ok, không sao. Tại vì bản chất thì nó là màu xanh, thì thân xanh thì cũng chỉ cần để nơi thoáng mát là ổn, là không cần phải là phun nắng hoàn toàn giống như những loại kia. Tuy nhiên á, mình xin nhắc lại là những cái loại sen đá và xương rồng thì hầu như là những cái loại nó sẽ có rất là nhiều màu sắc á. Thì chúng ta cần phải nhớ là 10 ngày tưới nước một lần và tưới vào buổi sáng, hạn chế tuyệt đối không được tưới vào ban đêm, và nên để cho cây ở những nơi có ánh sáng thoáng mát để cho cây khỏe và lên màu đẹp. Thì đó là clip ngắn mà mình hướng dẫn cho các bạn. Thì mình cũng mong là các bạn hãy nên dành thời gian để mà nghe những cái video clip về cái cách chăm sen đá, xương rồng, để các bạn có thêm nhiều cái hiểu biết hơn và sẽ chăm cây đúng cách để chúng ta có thể tự tin làm một cái vườn mini trong gia đình của chúng ta. Thì
cái bí quyết của mình để cho cái những cái ngày của mình luôn luôn vui và không bị stress bởi công việc, đó chính là mình trồng cây thật là nhiều và chăm sóc cây. Thì các bạn cứ nhìn thấy đi, tưởng tượng mình cái kệ của mình thôi như thế này, mình có đầy đủ màu sắc, sáng ngủ dậy chà pha một ly cà phê, sau đó ngồi uống cà phê làm việc và ngắm những cái cây như thế này. Nói chung là cái thú vui nó cũng rất là nhẹ nhàng, tao nhã, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy là một ngày thật là ý nghĩa. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình, và nếu yêu thích mình hãy like, share hoặc subscribe cho kênh YouTube của mình để các bạn hãy cùng nhau tham khảo những cái cách chăm sen đá mới. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì hay là có những cái loại sen đá nào mà muốn chia sẻ và muốn hỏi về cái cách chăm sóc thì hãy cứ comment ở dưới cái bài video này của mình để mình sẽ trả lời và cùng chia sẻ với các bạn nhé.